Mệnh nữ tên là Nguyễn Võ Tố An, địa chỉ TP Hồ Chí Minh mệnh là Đại Lâm Mộc ngày sinh dương lịch là 10 tháng 8 năm 1988 lúc giờ 13, ngày sinh âm lịch là 28 tháng 6 năm 1988 lúc giờ Mùi sinh vào năm Mậu Thìn có ngũ hành là Đại Lâm Mộc tháng kỷ mùi có ngũ hành là thiên thượng hỏa ngày đinh dầu có ngũ hành là sơn hạ hỏa giờ đinh mùi có ngũ hành là thiên hà thủy với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu. Mộc 11% là ít, hỏa 46,2% là cuối nhiều, thổ 20,5% là cân đối, kim 12,6% là ít, thủy là 9,8% là ít, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố một là do vấn đề thời gian hai là do môi trường tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh đại lâm mộc có nhiều ngũ hành hỏa là hỏa chủ về lễ tính nóng nhưng tình cảm lễ độ người hỏa thịnh thì đầu nhỏ chân dài vóc người trên nhọn dưới nở, mày rậm, tay nhỏ, tinh thần hoạt bát, cung kính lễ độ với mọi người, tính nóng gấp. Người hỏa suy thì dáng người góc nhọn gầy vàng, nói năng ề à, dối trá. cay độc làm việc có đầu, không có đuôi. Mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi phối 10% số mệnh họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình họ nguyễn đối với mệnh này là tốt ngoài ra họ nguyện ý nghĩa là người có lòng nhân từ sự hiếu thảo đi kèm với mưu trí và quan sát mưu trí ở trên cao giống như nước của thượng nguồn đam mê sắc dục, ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ. Tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng. Tên võ đối với mệnh này là khá ngoài ra tên võ ý nghĩa là âm trại của từ vũ, thường diễn tả sự mạnh mẽ, bản lĩnh tên võ thường được đặt cho người con trai với mong muốn con luôn có được khí chất hùng dũng có sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ có thể đương đầu mọi thử thách ngũ hành thuộc kim sinh gia thủy được thổ tương sinh nhưng kỵ với mộc và khắc với hỏa tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ tên mà tốt thì có được thành tựu tên xấu thì vất vả gian nan nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn tên tố đối với mệnh này là xấu nhiều ngoài ra tên tố ý nghĩa là người công bằng chống đối lại điều bất công không chấp nhận sự sai trái đấu tranh vì lẽ phải ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với kim tên an đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên an ý nghĩa yên tĩnh yên lành làm yên lòng bình yên bình an tương tự như người phụ nữ luôn lo sợ cần sự bình an ngũ hành thuộc thủy sinh ra mộc được kim tương sinh nhưng kỵ với hỏa và khắc với thổ. Tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành thủy hay có nhiều ngũ hành mộc vào trang website tên hay com Có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh TP Hồ Chí Minh. Có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành hỏa đối với mệnh này là xấu nhiều mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11 có thủy thịnh, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 có hỏa thịnh. Khí hậu dung hòa không có đồi núi địa hình thành phố trải dài theo trục đông tây nơi này phù hợp với người cần hỏa và mộc